mà còn cái chiếc cúc tông này trên tay nó thích lắm ha, mặc lên nó quá là năng động và cực kỳ thoải mái luôn. Em này là form dáng rộng cho nên nó cực kỳ dễ mặc, các bạn nào bụng béo, bắp đùi to hay bắp chân to cũng để che được hết. Mà điểm cộng lớn nhất của em này là cái chiếc cúc tông dẻo mặc nó cực kỳ mềm, cực kỳ mát mà chấm hút của hộp cũng rất là tốt. Bây giờ mình thiết kế kẻ sọ của em này cho nên là tạo cảm giác cho người mình nó cao hơn rất là nhiều. Em này thì free size cho nên là các bạn từ 40 cho đến 65 cân là mặc vừa thoải mái luôn nha. Đấy, không quá đắt đâu, cả một set như này có hơn 200 nghìn. Mùa hè mặc những cái set đồ như này là quá phù hợp luôn. Ở đây nhá, cái set bộ basic này có tận gần 20.000 lượt bán. Còn cái set cúc tông này trên tay nó thích ra mang, mặc lên nó quá là năng động và cực kỳ thoải mái luôn. Em này là form dáng rộng cho nên là nó cực kỳ dễ mặc, các bạn nào bụng béo, bắp đùi to hay bắp chân to cũng để che được hết. Mà điểm cộng lớn nhất của em này là cái set cúc tông dẻo mặc nó cực kỳ mềm, cực kỳ mát mà chấm hút của hộp cũng rất là tốt. Bây giờ mình thiết kế kẻ sọ của em này cho nên là tạo cảm giác cho người mình nó cao hơn rất là nhiều. Em này thì free size cho nên là các bạn từ 40 cho đến 65 cân là mặc vừa thoải mái luôn nha. Đấy, không quá đắt đâu, cả một set như này có hơn 200 nghìn. Mùa hè mặc những cái set đồ như này là quá phù hợp luôn. Ở đây nhá,